tai nghe chống nói xấu. Micro ai hát người ấy nghe. Ghế ôm dành cho anh em mất ngủ. Hay chiếc váy ngụy trang chống yêu dâu xanh. Tất cả đều là những phát minh kỳ quặc và bá đạo chỉ có ở Nhật Bản. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Top 1 Khám Phá. Các bạn thân mến, không ngoa khi nói rằng Nhật Bản là cái nôi chứa đựng những kẻ sáng tạo bậc nhất thế giới. Thế nhưng bên cạnh những phát minh để đời thì ở xứ sở mặt trời mọc có không ít những sáng tạo mà khiến chúng ta phải cười bò bởi độ lầy lội và bá đạo của nó. Và nối tiếp series những phát minh bá đạo thì ngày hôm nay các bạn hãy cùng với Top 1 chúng mình ghé qua Nhật Bản để cùng nhau tìm hiểu 10 phát minh kỳ lạ và quái đản nhất ở đây nhé. Gậy selfie. Bạn có thể sẽ thấy gậy tự sướng ở mọi nơi, giá cũng khá là hạt rẻ, dễ mua. Thế nhưng không phải nơi nào cũng có chiếc gậy tự sướng bá đạo như thế này. Đây được cho là phát minh gây lú của một thanh niên người Nhật Bản có tên Mansun. Theo đó, Mansun đã mua một bàn tay giả là bằng nhựa ở Amazon. Đây chính là phần chiếc điện thoại của bạn được gắn vào. Sau đó, nhà sáng chế trẻ tuổi này còn phải may một chiếc áo có tay dài để giấu phần thanh gậy tự sướng đi. Và đây, chiếc áo này đích thị là thứ khiến cho cây gậy càng trở nên kỳ quặc hơn. Bạn cũng đừng quá bất ngờ khi sang Nhật Bản, đứng giữa đám đông và vô tình bắt gặp một cánh tay dài khác lạ nhoi lên và rung rinh như thế này. Đó thật sự không phải là một người khổng lồ hay một sinh vật nào đó kỳ bí cả đâu. Hãy yên tâm vì đó đơn giản chỉ là một cây gậy tự sướng có 102 nhất xứ sở mặt trời mọc mà thôi. Các bạn thấy thế nào nhỉ? Trông nó hơi kỳ cục thật đấy. Thế nhưng, với một người thích selfie bao cảnh rộng như Top 1 thì lại rất là chi mừng. Anh em nào đang ở Nhật thì order dùng Top 1 nhé. Top 1 xin hứa sẽ bao ngay một bữa kem 10 vị siêu ngon, siêu độc lạ. Còn nếu muốn biết đó là những vị kem gì thì xin mời hãy click vào video theo gợi ý phía bên trên góc phải màn hình nhé. Tay giả thái thịt. Có ai ở đây cũng vụng về như Top 1 chúng mình không nhỉ? Hãy điểm danh ngay để mình bớt cô đơn nhé. Chuyện là 20 mấy mùa bánh trưng rồi, thế nhưng mà vẫn không thể đảm đang khéo léo nổi. Cứ hễ cắt thay thái cái gì là y như rằng vừa run vừa sợ. Chưa kể còn sợ thái nhầm tay. Nghĩ đến thôi đã nổi hết cả da gà vì sợ rồi các bạn ạ. Nếu ai đó cũng chung nỗi sợ với Top 1 chúng mình thì đừng lo. Chúng mình đã tìm ra một phát minh độc lạ có 102 để chia sẻ ngay với các bạn đây rồi. Một chiếc dao chất hơn nước cắt, đi kèm là một bàn tay giả bằng silicon. Vỗ tay nào các bạn. Thế này thì khỏi lo thái nhầm nhé. Mà kể cả thái nhầm cũng chẳng sao. Dù sao thì đó cũng không phải là tay mình cơ mà. Bão like cho phát minh này ngay nhé. Ô che mưa phiên bản ngược đời. Có ai ở đây cảm thấy rằng hàng nghìn lít nước mưa trút xuống rồi lại đổ ra công rãnh thì quá phí phạm không? Với tinh thần tiết kiệm đã trở thành thương hiệu, người Nhật đã tạo ra chiếc ô xoè ngược vừa có thể che cho người dùng khỏi ướt, lại vừa có thể thu được nước mưa với chiếc bình đựng đi kèm để họ có thể mang về nhà dùng. Vừa che mưa còn có nước sạch uống nữa. Một mũi tên trúng hai đích đúng không nào các bạn? À mà khoan, các bạn biết đấy, ô là để che mưa. Thế nhưng với phát minh này, với ưu điểm tiết kiệm nước thì Top 1 thấy nó không hề có tác dụng của một chiếc ô. Che thế này thì cũng bằng thừa. Và không chỉ có chiếc ô kỳ quặc trên đâu, một phát minh về chiếc ô nữa chắc chắn sẽ khiến cho con dân thế giới phải điêu đứng. Nắng đã có mũ, mưa đã có ô. Ơ thế nhưng mà cái ô này trông nó lạ lắm nha. Ô bé thì che không xuể, ô lớn thì che được nhưng lại cản trở tầm nhìn. Làm sao để hạn chế những khuyết điểm này nhỉ? Còn sao nữa, dùng ngay phát minh này đi là vừa. Vừa không lo ướt, lại chẳng sợ không nhìn thấy đường nhé. Amazing, good job. Tai nghe chống nói xấu. Quả là buồn bực khi bị người khác đam tiếu sau lưng. Những chuyện ngồi lê đôi mách đầu cũng có, từ trường học, quán cà phê hay bất kỳ nơi nào. Có trường hợp ngồi xa quá, nghe được đoạn đầu mà lại hụt mất khúc sau. Chẳng rõ là chúng nó đang nói xấu mình cái gì nhỉ? Có thể trong lòng bạn đang sục sôi, muốn có hành động nào đó hoặc đương đầu trực diện với kẻ đang nói xấu mình. Khoan khoan, nếu bạn muốn nghe rõ tất thảy mọi thứ để đưa ra phán quyết cho kẻ nói xấu mình, thì đây, phát minh này chính xác là dành cho bạn. Một chiếc loa trợ thính với độ thu âm chẳng khác nào chiếc loa phát thanh ở đầu xóm nhà bạn. Rất to và rất vang, bắt âm tốt dù cho sóng âm khá xa. Thế này thì đeo vào thì kiểu gì chẳng nghe rõ. Còn các bạn thì sao? Top 1 chúng mình thì rất chi mừng quả phát minh này đấy.
Đeo thế này thì ai còn dám nói xấu mình nhỉ? Gối ngủ dành cho anh em mất ngủ. Anh em biết rồi đấy, Nhật Bản là nơi có những thứ kỳ quặc, bá đạo, thậm chí là quái dị đến mức chúng ta không thể nào tin vào mắt mình. Ở video trước thì chúng mình có đề cập đến một phát minh, chiếc gối ôm dành cho những FA chính hiệu. Vì cô đơn nên cần một bờ vai nương tựa mỗi đêm. Thế nhưng, phát minh đó có vẻ vẫn chỉ là con muỗi sau khi chứng kiến pha ra đời của thiết kế này. Oh my god! Wow! Cực kỳ đi vào lòng đất và thuyết phục. Chiếc gối ngủ dành cho anh em mất ngủ. Nghe có vẻ không khả quan cho lắm nhỉ? Kê cái này vào thì anh em chỉ có nước xịt máu mũi mà mất ngủ, chứ làm gì có chuyện kê vào rồi ngủ ngon nổi chứ. Các nhà sáng chế Nhật Bản quả lại biết cách an ủi hội FA mà. Thế này cũng nghĩ ra được thì top 1 chúng mình cũng xin là bó tay chấm com. Micro ai hát người ấy nghe. Tiếp theo, bộ công cụ hát karaoke dành cho một người có thể là thứ không chỉ top 1 mà chắc chắn nhiều người ở đây cũng đang rất cần. Nhìn qua thì có vẻ trông giống như một món đồ chơi rẻ tiền. Thế nhưng thực chất, bộ công cụ này xịn hơn bạn nghĩ đấy. Chỉ nhìn qua thôi thì chúng ta đủ hiểu cấu tạo và tính năng của sản phẩm này rồi phải không nào? Có nghĩa là giọng hát của bạn thay vì lọt ra ngoài thì sẽ đi thẳng vào trong mic rồi chạy qua đường tai nghe. Điều này được cho là vừa giúp bạn tự tin luyện giọng, trình diễn một cách yên lặng, vừa không làm phiền đến hàng xóm, nhất là vào buổi đêm. Mức giá để sở hữu một chiếc micro bá đạo này cũng không quá chát, chỉ khoảng 7.800 yên, tương đương với khoảng 1,7 triệu đồng. Những âm thanh khó chịu, tiếng hát của hàng xóm giờ đây không còn là nỗi ám ảnh của nhiều người khi Nhật Bản cho ra đời bộ công cụ hát karaoke một mình. Hoạt động theo cơ chế ai hát người nấy nghe. Hoặc với những người hát dở tệ, hoặc không tự tin vào giọng hát của mình nhưng vẫn có niềm đam mê bất diệt với ca hát, hãy mua ngay sản phẩm này nhé! Và tiếp theo, một phát minh mà chắc chắn sẽ khiến cho các bạn cười không ngậm nổi mồm đâu. Dây gói đồ ăn lịch sự. Có ai ở đây thường xuyên ngại ngùng khi ăn hamburger ở chỗ đông người không nhỉ? Lý do thì vô cùng đơn giản, là bởi vì những miếng bánh to oạch mà khi ăn vào bạn khó lòng giữ được sự duyên dáng. Đặc biệt là đi cùng với crust thì phải gọi là ối rồi ôi. Thế nhưng bạn hãy yên tâm vì sau 2 giây nữa thôi, top 1 sẽ giới thiệu ngay cho các bạn một phát minh bá đạo nhưng vô cùng tiện ích. Xin giới thiệu dây gói đồ ăn lịch sự, một sản phẩm của chuỗi nhà hàng Freshnet Burger nổi tiếng tại Nhật Bản. Cụ thể, những miếng giấy gói đồ ăn lịch sự sẽ giúp cho các cô nàng giữ được sự duyên dáng và thanh lịch của mình khi ăn với người đối diện. Và những người ngồi cạnh sẽ chẳng thấy gì ngoài một khuôn miệng đang mỉm cười thân thiện trên tờ giấy đâu. Thế này thì khỏi phải lo mất hình ảnh trong mắt crush rồi nhé. Theo top 1 chúng mình thấy thì sản phẩm này khá phù hợp với các bạn KOL, những hot girl nổi tiếng khi ăn tại những nơi công cộng đấy. Còn ở đây, có bạn gái nào cũng lỡ lòng chim ưng với em nó thì mạnh dạn comment ngay để top 1 chúng mình liên hệ order dùm nhé. Váy ngụy trang chống yêu dấu xanh. Khỏi cần phải nói thì ai cũng biết, phái yếu luôn là mục tiêu của rất nhiều mối nguy hiểm thường trực, trong đó có những tên yêu dấu xanh. Có rất nhiều cách để đối phó với những tên háo sắc, nhưng chị em thường mất bình tĩnh và hầu hết đều la hét bỏ chạy. Tuy nhiên, rõ ràng là hầu như chúng không có tác dụng mà chỉ càng khiến cho những tên này khoái chí, manh động hơn mà thôi. Và đây, giải pháp mà chúng mình đang muốn nói tới là em nó đây. Một chiếc váy ngụy trang phiên bản có 102, không bao giờ đụng hàng trên toàn thế giới. Đơn giản thôi, khi cảm thấy có kẻ bám theo, bạn có thể rẽ vào một góc phố nào đó và biến chiếc váy thành một lớp ngụy trang hoàn hảo. Lưu ý là phương pháp này chỉ hữu hiệu khi bạn chạy với khoảng cách khá xa so với tên yêu dấu xanh. Chứ không mà nó thấy bạn đang biến hình thì ối rồi ôi, chạy đâu cho khỏi nắng. Và đặc biệt đừng vừa chạy vừa la, nếu không bạn sẽ bị mất sức lắm đấy. Ghế ôm chống cô đơn. Có khi nào bạn cảm thấy cô đơn và cần ai đó ở bên cạnh không nhỉ? Chắc hẳn là đã từng phải không nào? Nắm bắt được điều này, nhiều công ty ở Nhật Bản đã làm ra những sản phẩm dành cho những người cảm thấy cô đơn. Ngay sau đây, tôi muốn xin giới thiệu thêm một phát minh chống cô đơn nữa cũng được chào đời ở xứ sở mặt trời mọc. Thế nhưng, nó không phải là gối mà là ghế anh em ạ. Không chỉ nằm đâu, ngay cả khi bạn ngồi chơi game, lướt web hay buồn sầu vì cô đơn đeo bám bấy lâu, hãy sắm ngay chiếc ghế này nhé. Thiết kế mang hình dạng của một con búp bê với khuôn mặt thân thiện và đặc biệt là đôi tay rất dài, có thể ôm bạn xuống tới đũng quần. Thế nhưng, cái giá phải trả cho người bạn này khá là chát, khoảng 46.000 yên, tức là khoảng gần 10 củ tiền Việt chúng mình đấy. Top 1 xin lưu ý thêm là người bạn này tuyệt nhiên không biết nói chuyện, chỉ có một nhiệm vụ duy nhất đó là ôm.
Có bạn nào ở đây đang ở Nhật muốn chiêm ngưỡng phát minh này mà lại ngại bỏ tiền túi ra mua thì có thể ghé ngay phòng triển lãm chăm sóc quốc tế và phục hồi chức năng ở thủ đô Tokyo. Mà lỡ có đến xem thật thì nhớ chụp ảnh cho top 1 chúng mình với mọi người cùng xem nhé. Và cuối cùng cũng là một phiên bản ô. Thế nhưng mà nó cứ lạ lạ thế nào ý. Ô không thấm nước. Có thể các bạn chưa biết thì ở Nhật Bản, đa số cư dân đều đi bộ trên phố. Và ô là thứ bất di bất dịch, không thể thiếu, giúp họ che nắng che mưa mỗi ngày. Tuy nhiên, những chiếc ô thông thường chỉ giúp chúng ta bớt ướt khi gặp những cơn mưa nhỏ giọt và thẳng đứng. Vậy họ sẽ phải đối phó như thế nào với những trận mưa rào đùng đùng sấm chớp nhỉ? Đây đây, một chiếc ô đặc chủng rất di và này nọ. Hãy xem như này đã đủ sức để chống chọi với những trận mưa tuôn trào khủng khiếp chưa? Nhìn thì khá là cồng kềnh, thế nhưng mà top 1 chúng mình lại thấy nó rất hiệu quả đấy chứ nhỉ? Còn các bạn thì sao? Nếu ở Nhật, liệu các bạn có muốn sắm cho mình một chiếc ô vi diệu này không? Hãy comment chia sẻ ý kiến suy nghĩ của mình nhé! Các bạn thân mến, quả thật xứ sở hoa anh đào luôn đem đến những phát minh mới lạ, bá đạo cho cuộc sống thường ngày của chúng ta đúng không? Và dù cho nó có kỳ quặc và không tưởng đến đâu, thì dẫu sao, vẫn rất nhiều phát minh trong danh sách mà chúng mình đề cập trên là những sản phẩm bestseller cực kỳ đắt hàng tại đất nước của họ. Không biết là các bạn thấy ấn tượng nhất với phát minh nào nhỉ? Hãy để lại comment ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé! Và nếu như các bạn cảm thấy video clip này thú vị hay ho thì nhớ để lại một nút like, share video, sau đó đăng ký kênh Top 1 Khám Phá và nhấn nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình chúng mình có để lại những video có liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ. Hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!